Trên tay Nhật Kim Anh là một loại serum vô cùng hữu hiệu dành cho mắt, được chiết xuất từ tảo biển, giúp cho chống nhăn, chống thâm, xóa vết chân chim vùng mắt, làm cho chị em mình sẽ có một đôi mắt sáng, mịn màng và trẻ hóa. Đặc biệt trên chai serum này có một loại đầu massage vô cùng mịn mượt, chúng ta chỉ để vào ngăn mát tủ lạnh, sau đó chúng ta lấy ra và sử dụng vùng này. Chỉ cần một hạt đậu thôi, chúng ta có thể sử dụng được hai vùng mắt để chống nhăn, chống thâm một cách hiệu quả nhất. Vì vậy chị em mình nên sử dụng tip serum chống nhăn, chống thâm này thường xuyên nhé.